kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh youtube thức bất động sản miền tây hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một mảnh đất thổ cư cách trạm thu phí cao tốc trung lương hồ chí minh khoảng 600m hiện tại em đang đứng ở là huyện lộ 32 đó là ngay chợ thân Cô nghĩa trước mặt quý cô chú anh chị đó rồi em sẽ bước vào cái hành trình này, tiến vào đất của mình nha đất của mình là hiện tại là trước đất là đường nhựa đó, con đường này con đường nhựa nha ô tô xe bán tải à, đi vào được đó thì trước mặt quý cô chú anh chị đó xe tải khoảng là một tấn 1 tấn gửi thì đi vào đó thì cách không xa đâu chạy khoảng là từ đầu đường quyện lộ 32 vào là khoảng 300m là tới Đó, xung quanh là xe ô tô, xe tải nào vào đều được. Đường rộng là thênh thang. thì cái con đường này thì dự kiến này sẽ là làm lại ha. thì nếu làm lại nó sẽ rộng hơn, đường sẽ sạch đẹp hơn nữa. Rồi, cái mảnh đất của mình là mé tay trái nha. mé tay trái với cô chú anh chị đó. thì cái con đường thẳng đi đó là quẹo trái nữa một chút xíu nữa là ra trạm khu vực cao tốc trung lương hồ chí minh đó. đất mình có ranh giới rõ ràng thì cái ranh giới đó từ cái trụ mà trước mặt của cô chú anh chị á thẳng xuống dưới qua đây năm mét bên đây cũng có một cái trụ ranh giới rõ ràng thì sổ đỏ sẵn nha thì đất mình là thuộc là ấp thân đạo xã thân công nghĩa quyền châu hành tỉnh tiền giang với tổng diện tích là 178 trăm bảy mươi tám mét vuông có một trăm sáu mươi mét cư ngang 5 dài 35m là cách trả theo cụ nghĩa 300m cách trạm phu phí cao tốc là 600m giá bán là 799 triệu thương lượng sổ hồng sẵn nha quý cô chú anh chị rồi quý cô chú anh chị nào có quan tâm đến bán đất này vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0901 678 768 để em dẫn đi xem đất nha Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video